Trên mạng xã hội vừa chia sẻ rầm rộ đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm người dừng lại nhặt tiền của một người phụ nữ làm rơi trên đường khiến nhiều người xôn xao. Cụ thể, theo như chia sẻ, sự việc trên được camera an ninh gần đó ghi lại tại đoạn đường thuộc phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh vào trưa ngày 28 tháng 1. Vào khoảng thời gian trên, một người đi xe máy đã đánh rơi chiếc túi khiến tiền văng rơi tung tóe ra đường. Lúc này một người phụ nữ bên đường đã nhanh chóng chạy lại, cúi xuống nhặt tiền. Thấy vậy ba chiếc xe máy chạy ngang qua cũng dừng lại. Đang nói, trong số đó có một người phụ nữ chở theo con nhỏ cũng dừng xe để cháu bé chạy lại nhanh chóng nhặt số tiền rơi trên đường rồi lên xe bỏ đi. Được biết, người đánh rơi tiền sau khi phát hiện sự việc đã hốt hoảng quay lại, mong người phụ nữ bên đường cho xin lại số tiền trên. Tuy nhiên, dù đã năn nỉ nhưng chỉ nhận lại được 4 triệu đồng. Mà theo chia sẻ thì tổng số tiền đánh rơi trên đường lên đến 30 triệu đồng. Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng nhặt được đồ đánh rơi nên trả lại người mất. Bởi số tiền ấy cũng là mồ hôi công sức họ đi làm vất vả mới kiếm ra, không may đánh rơi số tiền trên đường là điều không ai mong muốn. Nên nếu có nhặt được cũng nên tìm người trả lại chứ không nên hôi của như vậy. Đang nói, trong số đó còn có một người phụ nữ dừng xe lại để cho con nhỏ xuống nhặt. Nhiều người lên tiếng phê phán, cho rằng không nên vì chút lòng tham mà để đứa trẻ tham gia vào hành động xấu xí. Câu chuyện hôi của này khiến chúng ta nhớ lại vụ hôi bia ở Đồng Nai 7 năm trước. Lúc đó, do chiếc xe bị mất lái, để tránh đâm phải người đi đường, tài xế xe tải đã chọn giải pháp bẻ lái sang hướng khác và toàn bộ số bia trên xe đổ tràn ra đường. Xót xa thay, trong số những người được tài xế tránh đâm vạ ấy và một số người tham gia giao thông khác đã nháo nhào lao vào tranh cướp số bia bị rớt xuống đường. Trong cơn khốn cùng, người tài xế chỉ biết cúi đầu quỳ lạy, van xin và bất lực chứng kiến cảnh hôi bia trong tuyệt vọng. Nếu xét về góc độ pháp lý thì hành vi hôi của còn được xem là công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác và có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự. Bởi mọi tài sản đó có chủ chứ không phải ngẫu nhiên từ trên trời rơi xuống. Mặc dù mọi việc đã xảy ra, nhưng thêm một lần nữa chúng ta thấy đau lòng bởi sự xuống cấp về đạo đức của một bộ phận người Việt và thấy tổn thương cho hai chữ đồng bào. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của người gặp nạn để biết lúc khốn cùng ấy bạn cần sự đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ biết nhường nào. Còn nếu đã không giúp được gì thì cũng xin đừng ích kỷ, hám lợi, vô cảm và có tâm lý bầy đàn chiếm đoạt tài sản của người khác, bởi hành vi ấy rất có thể sẽ khiến bạn vướng vào vòng lao lý.